chạy tìm chú chiên đây. Nè, mẹ hát một bài cho mẹ nghe. Con chim non trên cành cây, lá khoe vàng, lá khoe vàng. Em đi chim em ăn chim về hoa dần đi, lá khoe vàng. Chim ơi chim, chim đừng bay, học đủ gì? Mẹ không hát hả? Mẹ kỳ. Con chim non, con chim đừng bay. Ok, mẹ không hát nữa. Chim đừng bay. Rồi, mẹ hát tiếp đi. Con chim đừng bay, ở nửa đi, ở nửa cây. Em đi chim nè, em ăn chim nè. Bị bay ăn gì, ở bé vừa nè. Ok. Rồi, chim tư nè. Chim không bé vừa nè, ok là. Rồi, bé hát cho mẹ nghe bài con gà trống đi. Con gà nha. Trống có cái màu đỏ, chân có cửa, gà trống gai. Có này có con gà rồi. Gì có con gà rồi hả? Gà trống gái làm sao? Này có con gà rồi. Rồi có con gà rồi. Ok. Này có con gà. Gà trống gái làm sao con? Có con gà rồi. Dạ con có con gà rồi hả? Ok. Gà trống gai. Nhà có con gà rồi. Gái ỏ ồ chứ. Nhà có gà rồi nè. Rồi ok rồi. Nè hát bài khác nha. Nè thuộc bài gì nữa nè? Con mèo. Mèo ha. Nhà em có nuôi một con mèo. Lông mèo trắng tinh, mắt tròn xoe. Mèo. Cái mặt của mèo. Mèo sao? Mèo có này rồi. Mèo có nhà rồi. Mèo có nhà rồi, đúng rồi. Mèo. Mèo có này rồi. Con nói gì mẹ không hiểu thiệt luôn á. Mẹ có nhà. Mẹ có nhà hả? Mèo có nhà rồi. Không có hát nữa, có rồi thì không có hát nữa. Mèo rửa mặt như mèo đi con. Mèo rửa mặt như mèo. Con bông. Hả? Cá dưới chùa. Mèo bắt chuột hả? Mèo bắt chuột. Con chuột. Con chuột sao? Con chuột. Cái chữ chuột à, hoặc là con chơi cầu tuột. Chứ không bao giờ con chơi cầu tuột hết. Con chơi cầu tuột. Con chuột. Con chuột. Riết rồi ta buổi tối mà cũng ba cũng buổi tối. Buổi tối. Hay dạy con nha. Nè nói cho mẹ nghe màu trắng tiếng Anh là gì? White. Hay quá. Màu xanh lá tiếng Anh là gì? Green. Đúng rồi. Màu xanh dương tiếng Anh là gì? Xanh dương là gì? Green. No, xanh dương. Và blue. Rồi, màu đỏ là gì ta? Màu đỏ là gì con? Có một người trên dài. Có một người trên dài hả? Mẹ có một người không? Có một người trên cây. Rồi. Mẹ có một người trên cây. Ồ, đè đâu? Chỉ một người của mẹ cho mẹ coi đi. Có một người trên cây. Nhi có một người trên dài hả? Hay quá vậy ta. Rồi, mẹ có một người không? Có một người, mẹ có một người. Hay quá. Nhi có một người, mẹ cũng có một người luôn. Nhi có một người trên dây. Nhi có một người trên dây, hay quá Nhi ơi. Rồi, Nhi hát cho mẹ nghe bài ABC đi. A, B, C, D. Nhi có B rồi. A, B, C, D. Mẹ nè. Mẹ bắt con chuột ha, bắt con chuột cho Nì chơi ha. Ok không? Nì một chút xíu nữa tới chỗ mua chú chiên á. Nì nói với chú là: chú ơi, bán con một trái chuối chiên nha. Bán chú chiên mà. Ok.
Đi ăn mấy trái? Ăn mấy trái? Ăn một trái thôi ha. Mẹ mua gì? Rồi bây giờ nè rồi, mở cửa ra kêu chú nha. Chú ơi, con kêu đi. Chú bán con. À, con mua mấy trái con nói chú ơi. Chú ơi chú. Bán con. Ba trái chuối chiên. Trái chuối chiên. Nha. Nha. Ừ. Rồi. Đưa tiền trả cho chú nha. Ba trái thôi hả? Có mua về nhà ăn hay không? Đi ăn không? Trái nữa đi, bốn trái đi. Rồi. Rồi nè, trả chiên cho chú. Chú cảm ơn con. Rồi con cầm đi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Dạ. Hả? Nóng. Nóng hả? Ok, nóng quá. Lạnh quá. Chú chiên ăn ngon ghê. Hả? Dạ. Lạnh hả? Chú chiên này ngon ghê. Chơi chú bên đây, bên kia bữa bên này hết không có ăn, bên kia ăn chết hết. À, kỳ lắm. Mà sao thấy chú ở đây chiên ngon kinh khủng luôn á, có nghĩa là hả bao nhiêu đây bao nhiêu đó là bao nhiêu đó chuối luôn. Mà nó mỏng lét ở bên trong. Cho mày cắn miếng đi, ngon không? Cho mày cắn miếng đi, cho bà ngoại một trái đi. Đi lấy cho bà ngoại một trái rồi để mày lụm lên cho mày lụm. Bà ngoại, bà ngoại, ngoại cảm ơn đi nha. Rồi của ai? Mẹ ơi mẹ cảm ơn nha. Nó bỏng trong rồi. Mẫu làm hay chứ sao bỏng được hay luôn á. Bỏng hai bên dính nha. Nó hiểu đủ thôi chứ khéo quá. Nó lạ, nó giòn trái chuối ha. Nó mặn mà hai bên đều dính chuối hết. Không biết làm sao. Đây là chứ trái chuối chiên. Chuối chiên, chiên dẹp dép cái ruột bên trong. Con để dành cho ba Quân nha. Chút nữa thì về đưa cái trái chuối cho ba Quân nha. Một ngàn. Thì cầm một cái. Thì cất cái đấy đi. Cất một trái cho ba Quân. Ba Quân ơi, nghĩ cho nè, nghĩ cho ba Quân. Để dành cho ba Quân. Ba Quân ơi, đi cho nè, đi cho ba Quân. Nè, ở trên tờ tiền á có bát gì? Có bát cờ. Hay quá. Này vậy thì hết nha. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời bác này đã thành chiến thắng huy hoàng. Lời bác này đã có tiền nữa luôn hả? Giỏi quá. Bữa tối là xin tiền bỏ vô túi, cho ni tiền bỏ túi, nhét tiền vô túi đi chơi. Nhắm cho mẹ đâu hả? Nhắm cho mẹ đâu? Ni không cho mẹ đâu hả? Sao vậy? Cho mẹ đi, cho mẹ với. Cho ni một cái mà. Một cái gì? Một cái tiền. Một cái tiền hả? Ừ, ok. Chắc đi đường này quá trang, okay. Đi đường kia sợ nó ngăn. Đúng rồi. Nha. Ha. Không xuống nữa đi mẹ. Một đường nữa. Đúng rồi. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Chúc cô chú. Cuối tuần. Cuối tuần. Vui vẻ. Nha. Bye bye. See you again. See you again.